Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Ukraine phải đối mặt với đối thủ bất ngờ không thể kháng cự. Triều Tiên tiếp tục thả bóng bay rác, Hàn Quốc có hành động đáp trả gay gắt. Nga bắt giữ gián điệp quân sự Ukraine, Kiev công bố tổn thất của Moscow. Ông Trump chỉ trích kế hoạch của Đức dành cho Ukraine. Phương Tây nỗ lực biến tối hậu thư của ông Zelensky trở thành hiện thực. Hệ thống năng lượng bị tàn phá của Ukraine đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng bất ngờ có thể dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Tờ New York Times viết, lưới điện của Ukraine đang bị tấn công liên tục bởi tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong nhiều tháng, làm sập các nhà máy điện và trạm biến áp. Giờ đây họ đang phải đối mặt với một mối đe dọa khác, bất ngờ hơn, đó là nắng nóng cực độ. Phần lớn đất nước đang phải trải qua thời tiết mùa hè nóng bức bất thường, nhiệt độ lên tới đỉnh điểm 40 độ C. Để ngăn chặn sự cố sập lưới điện, chính quyền đã tiến hành cắt điện luân phiên trên diện rộng ở trên toàn quốc. Ở thủ đô, hầu hết các tòa nhà hiện không có điện ít nhất 10 giờ mỗi ngày. Ấn phẩm cho biết, vào tháng 6, Tập đoàn Năng lượng của Nhà nước Ukraine Ukrenenko đã công bố áp dụng giới hạn tiêu thụ điện ở tất cả các vùng trên cả nước. Công ty cảnh báo rằng, mức độ thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng ở nước Cộng hòa là vô cùng lớn. Các trạm và trạm biến áp đang hoạt động ở mức dưới công suất và người dân Ukraine được yêu cầu tiêu thụ điện tiết kiệm. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine kêu gọi người dân chuẩn bị cho tình trạng mất điện có thể xảy ra vào mùa xuân và mùa hè năm nay và mua máy phát điện. Quân đội Nga đang tấn công vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine. Như thư ký báo chí của Tổng thống đã nhấn mạnh, quân đội không tấn công vào các tòa nhà dân cư hoặc cơ sở hạ tầng xã hội trong cuộc xung đột với lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành phát loa tuyên truyền về phía Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng lại thả bóng bay trở rác. Theo Yonhap hôm 19 tháng 7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã cho biết chương trình loa tuyên truyền diễn ra từ tối ngày 18 tháng 7 đến đầu giờ sáng ngày 19 tháng 7 tại các khu vực gần nơi Triều Tiên thả bóng bay trở rác sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, GCS không cung cấp thêm thông tin chi tiết. GCS nhấn mạnh, phản ứng của quân đội Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thực hiện chương trình phát loa tuyên truyền kể từ ngày 9 tháng 6. Còn hôm 18 tháng 7, Triều Tiên đã nối lại các hoạt động thả bóng bay được cho là chở rác về phía Hàn Quốc. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 2.000 quả bóng bay chở rác sang Hàn Quốc với lý do đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng sang Triều Tiên. Đáp trả hành động của Triều Tiên, vào đầu tháng 6, Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018 CMA cho đến khi niềm tin giữa Seoul và Bình Nhưỡng được khôi phục. Việc đình chỉ hiệp ước sẽ cho phép Hàn Quốc tiến hành huấn luyện gần đường phân giới quân sự DML vốn bị hạn chế bởi thỏa thuận, đồng thời cho phép có những phản ứng đầy đủ và ngay lập tức đối với các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB chiều ngày 18 tháng 7 cho biết, các mật vụ của họ đã bắt giữ một công dân ở thành phố Ijevska vì tuồn bí mật quân sự cho Ukraine. Các nhân viên FSB đã ngăn chặn hành vi phạm tội của công dân trên, người chủ động thiết lập liên lạc với nhiều cơ quan tình báo Ukraine để làm theo chỉ dẫn, thu thập và chuyển thông tin về các vật thể bên trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Ijevska nhằm chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại hoặc khủng bố, thông báo từ FSB cho biết. Công dân bị họ bắt giữ lần này là một phụ nữ, dự kiến đối tượng trên sẽ bị khởi tố tội danh phản quốc. Theo hãng thông tấn TASS, thành phố Ijevska là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Kalashnikov, một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga suốt hàng chục năm qua. Hiện chưa rõ người phụ nữ trên đã cung cấp cho phía Ukraine những thông tin xoay quanh tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga tại đây. Ở một chiều hướng khác, Ukraine đã công bố tổn thất của Moscow. Theo bảng số liệu được đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 18 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã khiến cho đối phương tổn thất gần 563.640 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến cho phía Nga thương vong gần 1.130 binh lính. Quân đội Nga đã mất 8.245 xe tăng, 15.883 xe chiến đấu bọc thép, 15.465 hệ thống pháo các loại, 893 hệ thống phòng không, 361 tiêm kích và 326 trực thăng, 28 tàu chiến, 1 tàu ngầm. Đoàn Trích trong một bài thông cáo viết,
Trong khi đó, dữ liệu được viết trên trang web phân tích phòng thủ tình báo Oxpionkop của Hà Lan cập nhật hôm 17 tháng 7 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng của lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 16.968 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 3.243 và 1.469 chiếc. Việc chính phủ Đức cắt giảm viện trợ cho Ukraine khiến cho nước này có nguy cơ hứng chịu những lời công kích mới từ Mỹ, đặc biệt là của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump, tờ Telegraph đưa tin. Việc cắt giảm viện trợ từ một trong những nhà tài trợ hào phóng nhất của Ukraine có nguy cơ dẫn tới những lời công kích mới từ Mỹ, nói rằng châu Âu không làm đủ để chi trả cho cuộc chiến ở sân sau của mình. Như ấn phẩm lưu ý, ông Trump và ứng cử viên Phó Tổng thống J.D. Vance đã yêu cầu các đồng minh NATO ở châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng và chu cấp nhiều tiền hơn cho Kiev. Liên minh cầm quyền của Đức đang lên kế hoạch phân bổ khoảng 4 tỷ euro để giúp Ukraine vào năm tới, thay vì gần 8 tỷ euro trong ngân sách cho Ukraine hiện nay. Berlin là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Kiev sau Washington. Trước đó, tờ Financial Times đã lưu ý châu Âu lo ngại hợp tác an ninh với Mỹ sẽ suy yếu và việc Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Vance được Đảng Cộng Hòa đề cử vào vị trí phó tổng thống và trong trường hợp ông Trump thắng cử. Cựu Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói rằng châu Âu nên chi nhiều như Washington. Ông cũng tỏ ý không hài lòng với công việc của NATO và đe dọa sẽ rời khỏi tổ chức này nếu các đối tác châu Âu không chịu trách nhiệm tài chính lớn hơn cho an ninh của chính họ. Vance được biết đến là người đã nhiều lần lên tiếng về xung đột ở Ukraine, chỉ trích việc Mỹ viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho nước này và kêu gọi đàm phán với Nga. Ông Lavrov nói rằng phương Tây đã đặt ra lộ trình để thực hiện kế hoạch của Tổng thống Zelensky bằng bất cứ giá nào. Phương Tây đã đặt lộ trình để thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố trong một cuộc họp báo sau phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nhấn mạnh rằng phương Tây đã đặt ra lộ trình để thực hiện bằng mọi giá cái gọi là kế hoạch Zelensky có dạng tối hậu thư rõ ràng. Trung tuần tháng 11 năm 2022, khi phát biểu trước những người tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, ông Zelensky đã công bố cái gọi là kế hoạch đạt tới hòa bình, gồm 10 điểm. Danh sách các đề xuất của ông ấy bao gồm đảm bảo an ninh bức xạ, hạt nhân, lương thực và năng lượng, thả tất cả tù nhân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, rút quân đội Nga và chấm dứt hoạt động chiến sự, trả lại công lý, chống lại nạn diệt chủng sinh thái, ngăn chặn leo thang và chấm dứt xung đột. Như ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý, một kế hoạch không tính đến thực hiện ngày nay với việc các khu vực mới gia nhập là thành phần Liên bang Nga thì sẽ không thể coi là kế hoạch hòa bình. Tháng 6 năm 2024, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã đưa ra những đề xuất mới để giải quyết xung đột, đề xuất dự trù công nhận, quy chế của các khu vực Crimea, Dnieper, Luhansk, Kherson và Zaporozhia là khu vực của Nga và củng cố tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như bãi bỏ chính sách trừng phạt chống lại Nga. Kiev đã bác bỏ sáng kiến đó. Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận để giải quyết xung đột, nhưng Ukraine đã đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp. Lưu ý rằng, hiện tại không còn điều kiện tiên quyết nào để chuyển tình hình sang quỹ đạo hòa bình. Ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, chỉ có thể bắt đầu các cuộc thảo luận với điều kiện thừa nhận thực hiện mới. Hơn 780 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine chính thức mất tích từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 tại làng Krynky, vùng Kherson, bên tả ngạn sông Dnieper. Ấn phẩm Investigative Info của Ukraine đã tuyên bố, trích dẫn từ dữ liệu cảnh sát Ukraine. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado báo cáo vào tháng 2 rằng Krynky và khu vực xung quanh đã được dọn sạch, nhưng các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đổ bộ lên một trong những hòn đảo vẫn tiếp tục. Trước đó một chút cũng vào tháng 2, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu đã báo cáo rằng có 4 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thuộc thủy quân lục chiến ở Krynky được giao nhiệm vụ tiếp cận bờ biển phía Tây Crimea. Theo ông, thiệt hại của đối phương ở đây lên tới 3,4 nghìn người. Sau đó vào cuối tháng 5, Sando đã báo cáo rằng những phát hiện khủng khiếp tiếp tục được phát hiện ở làng Krynky, những tầng hầm giải rác các thi thể của binh lính Ukraine. 788 người đàn ông đã được tìm kiếm chính thức mất tích ở đó trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 6 năm 2024. Cùng lúc đó, số quân nhân thiệt mạng được đưa ra khỏi đó trong khoảng thời gian này chỉ 262 người. Ấn phẩm nhấn mạnh,
Đồng thời vào tháng 7, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolav Rabotino đề cập đến việc các đồng nghiệp của mình nói với RIA Novosti rằng các binh lính Ukraine đang bắn với những đồng nghiệp đang cố gắng đầu hàng ở ngay trên đường phố. Ấn phẩm Strana của Ukraine viết vào tháng 4 rằng các tòa nhà ở vùng Kherson đã bắt đầu tuyên án đối với các quân nhân vì từ chối thực hiện mệnh lệnh chỉ huy trong nỗ lực giữ các chức vụ ở làng Grinky. Theo ấn phẩm, một người lính thủy đánh bộ đã bị kết án 5 năm tù ở Ukraine vì từ chối thực hiện mệnh lệnh bảo vệ biên giới phía nam Krynoki trước tòa. Anh ta giải thích điều này với sự lo sợ cho tính mạng của mình. Ngay trong tháng 5, RIA Novosti đã thu được một đoạn video từ các tầng hầm ở Krynoki giải rác những thi thể của người lính Ukraine đã chết. Sando đưa tin, đoạn video do cơ quan báo chí của người đứng đầu khu vực cung cấp được các quân nhân của các lực lượng xung kích quay vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Đoạn phim cho thấy thi thể của các binh sĩ Ukraine mặc quân phục và thiết bị đã bị chết chất đống thành một cách hỗn loạn. Vùng Kherson nằm ở hạ lưu sông Dnieper. Khu vực này trở thành chủ đề của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2022. Hiện tại, 75% diện tích vùng Kherson nằm bên dưới sự kiểm soát của Nga và một phần hữu ngại sông Dnieper, bao gồm cả thành phố do quân đội Ukraine nắm giữ. Một đoạn video đã hé lộ chạm trán tầm gần giữa chiến đấu cơ F-18 của không quân Tây Ban Nha và tiêm kích Sukhoi Su-30 của Nga trên biển Baltic. Căng thẳng giữa các quốc gia thành viên NATO, bao gồm Tây Ban Nha với Nga, đang ở mức cao liên quan tới xung đột ở Ukraine. Theo tờ Newsweek, hôm 16 tháng 7, trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, một tài khoản đã cho hay đoạn video do phi công lái chiến đấu cơ đa năng Su-30SM của lực lượng không quân Hải quân Nga ghi lại trên biển Baltic cho thấy cuộc chạm trán tầm gần giữa chiến đấu cơ EF-18A Hornet của không quân Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic, cất cánh từ Shetland của Litva. Tuy nhiên, một số người đã cho rằng chiếc F-18 này có thể là của Phần Lan. Hiện tại NATO và Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Hồi tháng 4, NATO đã thông báo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã triển khai các đội máy bay chiến đấu tham gia sứ mệnh nhằm bảo vệ bầu trời trên biển Baltic kéo dài đến cuối tháng 7. NATO tuyên bố hôm 11 tháng 4 rằng các biệt đội chiến đấu cơ của không quân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chỉ huy nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic của NATO hoạt động ngoài Shetland, Litva. Trong vài ngày, Tây Ban Nha đã tiến hành đợt điều động cảnh báo đầu tiên. Cả hai biệt đội sẽ thực hiện các nhiệm vụ cho đến cuối tháng 7. Chỉ huy biệt đội Tây Ban Nha Trung tá Pablo Estrada đã cho biết đây là lần thứ tư Tây Ban Nha đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic. Trong khi đó, Trung tá Jose Diaz, chỉ huy biệt đội Bồ Đào Nha cho hay nhiệm vụ lần này đánh dấu lần thứ 7 các tiêm kích F-16 của nước này được triển khai để bảo vệ bầu trời Baltic. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!